Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giày nam.com xin giới thiệu đến các bạn mã giày HH2689. Đây là mẫu giày thể thao mang nhiều họa tiết lạ và chất lượng cực kỳ bền đẹp với thiết kế sắc nét. Hãy cùng giày nam.com đi vào từng chi tiết để các bạn có thể như đang tận mắt, tận tay trải nghiệm sản phẩm thể thao HH2689 này. Đầu tiên là mua thân giày được sử dụng 100% da bò loại 1. Các bạn có thể trải nghiệm qua chất lượng, qua thao tác sau của chúng tôi. Vâng, chỉ có da thật thì mới đem lại sự đàn hồi cao như vậy phải không ạ? Điểm nhấn của đôi giày này nằm ở chiếc đế. Đế được cắt khúc màu vàng tinh tế và trẻ trung, tạo độ ma sát giúp cho đôi chân của bạn di chuyển được chắc chắn. Vâng, và chỉ với giá 650.000 thôi, bạn có thể được sử dụng trong tay đôi giày HH2689 này. Chi tiết các bạn có thể truy cập trang web www.giaynam.com hoặc số điện thoại 0915938226. Chúc các bạn có sự lựa chọn sáng suốt. Xin cảm ơn các bạn.